vô nó tá. Vô nó vô tớ. Hướng nuôi cắm với nuôi dài rồi ổng mây mưa tối om rồi. Hồi bữa nay thì cho bên ăn tức. Cứ mỗi ngày vậy đi xuống chở ít nhất thì cũng được 70-80 kg. Bình thường thì 100 ngoài ký. Đu đủ không? Cho đu đủ luôn phải không? Một cái đỏ nhiều phải ngồi tỉa nó lại. Củ cải đỏ, củ cải trắng, củ hoa, đậu bắp. Nó cải thì không biết còn ăn được không nghe. Củ cải đỏ với củ cải trắng bữa nay. Nó làm gì mà nó cứ lơ khơ nó khắc như vậy? Ai? Ba mươi mấy phần. Trên này là 17-18 mình à. Cái này 21. Cho ở trong xoa đôm với ăn tức. Nhỏ này bán nùm chóc. Vô bà lái rồi nè. Vô bà lái rồi. Bà lái mơ nó không mình phải giống này. Giống hả?
Vô play. Vô play. Play ơi, play. À, em vô hai rồi. À. Vô nó vô thật. Này cũng đo con đó hình lưu cái nè. Xây sát. Mình sợ ta. Mà mình sợ. Nè, mấy giờ đâu phí. Giờ giờ nó mua giờ điệp. Mình sợ nó. Tại vô bà ấy thôi. À nó ơi ấy phí. Mua trong bàn phóng trong bàn phì. À miên nè. Ôi trong bàn sọ đau chăm phlet chăm phlet nè sọ đau máu bao cái này trái thôi gì vậy ấy tiếp tiếp mới là ngang ngã khôi lại cái o lì cà rốt thay miên mau mình vô tờ sọ xong dê trong bán à dê trong bán à dưới trong bàn cà rốt quên. Mà chơi giờ lùi ta na chơi ta. Vô play. Hai kê phong. Vô play.
ọt. Đó là cái này. Cái đó là nhầm. Sợ. Lực cho. Làm cái gì? Ai nè. Đó, lòng rạc con rồi. Nó lòng lòng đó mà nó ông đó lớn nó song bên mà. Lớn cái này đã không này ai không? Ông cất mình mau rồi ông mà cái chọn. Nhưng mà cái bà thật đồ. Nhưng đậu bắp nè. Là ông nước mắm. Ôi ông nước mắm.